Chào mọi người đã trở lại với Hack Channel. Thì như các bạn đang thấy trên tay mình đây là con Realme 7i. Và phải nói đây là một chiếc điện thoại gọi là sao ta, gây khá nhiều sự bối rối cho mình trong quá trình sử dụng. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Intro. Ok, thì đầu tiên chúng ta cùng đi qua về ngoại hình của máy nhé. Ở đây mình có phiên bản nó là màu xanh lá. Mình để mình gỡ ốp ra đó. Các bạn có thể thấy có một cái đường chéo đi ngang, cắt ngang giữa cái dấu vân tay chúng ta đây nè. Nó tạo ra một cái màu nửa trên là một màu xanh đậm và nửa dưới giống như là màu xanh nó có vẻ nhám nhám á, nhưng mà thật ra là nó bóng. Và cái mặt lưng này bám vân tay khá là nhiều, khá là ghê. Biết là mọi người thấy không, để lát mình show ra cho các bạn coi. Dưới đây là logo Realme. Khá bóng bóng nhưng mà nó không nổi nha, hình như là nó dưới lớp kính luôn. Đây là cụm camera của chúng ta với cam chính là 64MP, một cam góc rộng 8MP với cái góc khoảng đâu là 119 độ, một cam siêu cận và một cam chân dung lần lượt là 2MP. Đó. Và một cái thông số cam cũng khá là to, và mình chắc là mình sẽ chụp thử vài tấm để cho các bạn coi thế nào nhé. Và mình để cấu hình hiện tại đang là đâu rồi ta, đây graphic game toàn tiếng Anh nên mọi người chắc cũng hơi khó nhỉ. Đây mình sẽ để balance tức là cân bằng, và mình để lên 60fps chỉ vậy thôi. Ok, 19 cho tới 62. Arigato. Ui quá đẹp, tường gió nè, nước nè, toàn là giống luôn.